Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất Hoa Sen Home. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành và chia sẻ với ba hoàn cảnh khó khăn, ba gia đình khó khăn. Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta tất bật với rất nhiều cái công việc mưu sinh trong cuộc sống, nhưng nhìn lại sau lưng vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế nên hãy sống chậm một chút xíu, chia sẻ một chút xíu với những hoàn cảnh đó. Quyền Linh nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc, là cho đi là nhận lại, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay hy vọng rằng số tài khoản của ba gia đình đang chạy trên màn hình, quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi, có thể một tin nhắn động viên nào cho họ cũng được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời hôm nay để hỗ trợ ba gia đình vượt qua những thử thách chúng tôi. Đó chính là ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ của nhóm Mây Trắng Ngọc Châu. Yeah. Rồi, chào em. Chào anh. Rất lâu không gặp lại Ngọc Châu. Dạ, lâu lắm rồi. Một thời thanh xuân, một thời ký ức của biết bao nhiêu người. Dạ. Lúc mà nhóm Mây Trắng nổi tiếng rần. Và hôm nay rất lâu gặp lại em rồi. Bây giờ thì có lẽ em nói lời gì với khán giả đi Ngọc Châu. Châu xin gửi lời đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ạ. Bình thường thì là em thường hay xuất hiện nhóm, mà hôm nay được lời mời một mình em cũng rất là lo và rất là sợ, nhưng mà không ngờ là hôm nay gặp lại những anh em mà thời hồi xưa mà cùng chạy show với nhau á, thì em cũng đỡ phần nào. Rất lâu rồi anh chưa nghe là giọng hát của em. Dạ. Hôm nay em có thể hát một đoạn nào đó để cho anh nhớ về một thời thanh xuân nào. Dạ. Bài Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em hồi xưa là cũng nhóm em cũng được rất là nhiều các bạn sinh viên thích. À. Dạ, em hát một đoạn điệp khúc. Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy, bỏ mặc em nơi chốn này, mà người anh yêu gửi anh tình yêu có lâu bền. Hay cùng chỉ một vài lần, bao tiếng yêu thương ngọt thật gần, để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay. Hết. Anh chỉ nhớ cái câu người đi đợi đây, ở đây chốn ấy. Đó là câu điệp khúc. Dạ. Anh thấy có một số bạn sinh viên nhép nhép theo là đó. Em cũng là kiếp của nhiều người lắm đó nha. Nhưng mà mấy bạn này chắc là 2K không quá. Không. Đâu biết em đâu. Ở đâu biết Mây Trắng giơ tay cao lên à. Yeah. Dạ 8 biết thì biết nhiều. Đừng lo lắng, giờ vẫn họ vẫn nghe nhạc của em á mà. Dạ. Ha. Rồi, một người em mà rất là quen thuộc với khán giả truyền hình, Quách Tuấn Du. Bây giờ thì em nói điều gì đi Quách Tuấn Du? Em chào anh Linh và chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Em cũng là một ca sĩ xuất thân từ nhóm nhạc cùng thời với nhóm Mây Trắng. Anh cũng rất là vui khi hôm nay gặp lại em và tham gia cùng cái chương trình rất là ý nghĩa nhân văn. Cho nên là em chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe và xin chào tất cả các bạn đang xem. Dạ. Rồi, cảm ơn Quách Tuấn Du cùng với ca sĩ Ngọc Châu. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ xem, giao lưu và biết được ba hoàn cảnh ngày hôm nay thế nào. Mời quý vị đến với hoàn cảnh đầu tiên. Con tên là Trần Kim Yến, con học lớp 62, trường trung học cơ sở Hùng Hòa B. Hiện giờ con đang sống với bà nội, thím út, chú út và em trai. Ba và mẹ con mất vì tai nạn. Ba con mất lúc con 5 tuổi. Tôi đang gốc lá dừa. Ở ngoài vườn á, người ta chạy lên ra cho tôi hay, rồi tôi đi theo sau ra tới trạm xá Tiểu Cần á, rồi cái bác sĩ kêu đi ra, thấy bác sĩ vô hô hấp cho nó mấy cái gì đó, rồi bác sĩ ra người ta nói chết rồi. Mẹ con làm ở trên Long An, một năm mẹ mới về thăm con một lần. Cái hôm đó con đang ngồi chơi với em, cái người ta gọi cho ba út. Người ta nói mẹ con bị tai nạn mất rồi, kêu là dẫn con lên trển gặp mẹ lần cuối. Cảm xúc của con nó kỳ lắm, giống như là cuộc đời này quá bất công với con, cướp đi hai người mà con thương nhất. Sau thời gian mà mẹ mất, con mất hết một tháng để lấy lại cảm xúc, và con thường khóc một mình để con xong mọi người buồn. Nếu có một điều ước Hoặc đó con ước mẹ sống lại, thấy con học thật giỏi, nhận được bằng khen, con sẽ ôm mẹ thật chặt, lo cho cháu nội. Cha nó mất thì còn mẹ đi, người đặng mà lo phụ với bà nội, mà giờ cha mẹ mất hết rồi, bà nội phải gánh vác hết hai đứa nhỏ. Chỉ có gốc lá dừa vậy về chuốt thôi. Ngày nào trời mưa thì ở trong nhà suốt là được 50, còn nắng thì đi gốc và chuốt đêm thì được khi 20, khi 30. Thấy thương bà nội vì bà nội đã đi gốc lá dừa, chuốt từng cọng dừa để bán lấy tiền nuôi con với em. Con sợ nhất là nội mất. Bằng đêm nằm tôi suy nghĩ nằm biết mình có mạnh giỏi mà lo được cho tới cháu vậy không? Có gì nỗi lo nấy, chị yêu cầu cho con học biết chữ được rồi, đặng cho giỏi, đặng nữa con mình, đặng con nuôi bản thân tụi con. Con rất yêu thương nội vì những gì nội đã làm cho con. Con hứa con sẽ học thật giỏi để lấy bằng khen cho nội vui. Bây giờ là ước muốn là cho hai đứa cháu được cái nhà. Nhà tôi đang ở nhà tình nghĩa của ông nội, đặng cho nó lớn lên, nó sống tự, nó có nhà riêng, nó ở vậy đó, cho bà nội an tâm. Đặng mà nội có mất á, thì cháu nó cũng được cái nhà ở. Con chào bà. Chào con. Đúng là ông trời bất công với con đó, đã cướp mất đi hai người thân nhất của con. Con ơi, những cái lúc mà buồn tủi nhớ ba nhớ mẹ đó, thì con thường nói chuyện với ai con? Dạ, con thường nói chuyện với em. Với em, Ngọc Châu thấy sao? Thật ra thì có lẽ bất kỳ ai xem cái đoạn clip vừa rồi cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt của mình. Ông trời đôi khi cũng bất công thiệt á, đã cướp đi cả ba lẫn mẹ của một em bé còn quá nhỏ, rồi còn em của nó nữa. Quách Tuấn Du, em nói gì đi chứ? Không chỉ có giọt nước mắt đâu, mà anh nghĩ rằng những lời chia sẻ động viên rất là quan trọng đối với bé. Em cũng hiểu cảm giác này với bé. Thì khi mà xem được đoạn clip thì cái hình ảnh của em cũng đã hiện về cái ký ức của em. Lúc đó em có 10 tuổi thôi, đột ngột ba em qua đời. Xin lỗi mọi người. Ba em bất ngờ mất, không thể nào gọi là tin được á. Tại vì xem trận bóng đá xong ba em lại ói ra máu, chuyển vô bệnh viện là mất luôn. Thì lúc đó mẹ em phải là có 35 tuổi thôi mà nuôi 5 đứa con. Mà mẹ em cố gắng vượt qua, bán nhà, bán đất, bán cửa để mà duy trì cuộc sống cho đến khi mất hết thì là em bắt đầu mới làm ra tiền. Chứ mà làm ra tiền từ đâu ra? Từ tình yêu thương khán giả em trở thành ca sĩ, em đi hát có tiền, làm giúp lại cho gia đình đến ngày hôm nay. Cho nên hôm nay em rất hạnh phúc khi tham gia vào chương trình này để em có thể thấy mình cần phải có trách nhiệm với xã hội hơn, cần phải giúp đỡ những người mà có thể kém may mắn giống như mình ngày xưa. Chính xác. Em cảm ơn chương trình Mái Ấm Gia Đình. Nhưng mà khi mà lúc mà mình đau khổ nó, mình nhìn lên thì mình thấy mình tủi thân. Đúng rồi. Nhưng mà khi mình thấy được những hoàn cảnh như thế này thì mình thấy mình quá may mắn. Chị là cũng đã từng có những cái biến cố giai đoạn rất là khó khăn. Anh cảm nhận được Châu. Có thời gian Châu biến cố rất là nặng, nhưng mà Châu cũng ráng vượt qua đến ngày hôm nay. Ra cuộc sống đó con, có rất là nhiều người quá nhiều cái khổ đau, nhưng họ phải cố gắng gượng dậy, cố gắng vượt qua nó. Giống như cô Ngọc Châu vậy đó, có những biến cố mà Khi nói đến những giọt nước mắt ấy cứ tuôn trào ra. Chú nghĩ rằng rồi đây con sẽ, sau chương trình này con sẽ có rất nhiều sự thay đổi, nhưng cố gắng phải mạnh mẽ lên bà ơi. Quan trọng là có sức khỏe. Rồi bà rọc lá dừa hả? Ngày mấy chục? Trời mưa thì ở trong nhà chuốt được 50. Còn trời nắng thì đi góc. Tối về nhà chuốt từ 4 giờ rưỡi tới 8 giờ là được 30.000. Rồi ông đâu? Ông đi rồi. Ông không có chết mà ông còn sống, ông bỏ ông đi. Rồi con trai cũng bỏ bà đi, con dâu cũng bỏ bà đi luôn. Hai con dâu với con trai đi là bà buồn lắm. Tại vì có hai đứa con à, mà trai lớn mất, dâu lớn cũng mất luôn, mà bỏ lại hai đứa cháu nội. Ừ, bà thì mặn vậy thôi chứ đâu có khả năng nào mà mần nổi được. Rồi còn chú Út, thím Út gì đó? Thì chú Út với thím Út đi làm thuê lấy mặt quay dừa. Thì giờ như là bà mần thêm vậy đó, rồi chú Út với thím Út phụ luôn. Là bà nói bà còn mạnh thì bà phải mần, đóng mà phụ được đồng nào nờ đồng đó. Chứ không phải là ngồi đó mà thấy con mần khổ cực, rồi đi vuốt cọng dừa vậy, rồi đưa cháu nội đi học. Tận cùng của nỗi đau là một sức mạnh trong con người, nó sẽ bộc phát vậy. Và chú tin rằng là con sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như mình sống tốt, mình làm tốt, mình nỗ lực trong cuộc sống này, đừng có lo con nha. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh đầu tiên. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với hoàn cảnh thứ hai. Con tên là Trần Minh Vinh, con đang sống với mẹ và chị hai. Chị hai con đang học chính. Ba con bị đột quỵ mất cách đây 2 năm. Anh đi làm về, cái anh mua cho đôi bông, anh đeo. Anh nói tôi mua cho bà lần này, đeo vô cho bà. Biết chừng nào nữa mới mua được nữa cho bà. Rồi vừa xong ăn Tết, rồi qua Tết cái chết. Rồi tại vì là đâu có nghĩ là cha nó chết. Thì giỡn cha con thì mới ăn buổi chiều, giỡn ban ngày gì thì ngủ con đêm sáng ngày thôi, là mà lại mắc như vậy. Thằng nhỏ nó xỉu, tưởng nó chết theo luôn á. Người lớp nào tôi nữa, thành ra lúc đó là còn con bé lớn thì nó ngồi đâu, nó ngồi ngơ ngác thôi vậy. Buồn lúc nào cũng nói chuyện với cha, mà giờ không có ai để nói chuyện hết. Cha tốt lắm. Con nhớ cha thì giờ mình người con ngốc. Tôi thấy con tôi không có bệnh gì hết mà chết nó cứ xỉu luôn, ngủ chết luôn, không ai hay hết trơn. Nó hiếu thảo lắm, ông bệnh nó cõng rồi ông lên lầu đồ đi bệnh viện nó cõng tùm lum hết trơn. Con bậy con mình nó quá hiếu mà nó chết, nó bỏ tôi vào. Tại vì con tôi chết rồi bỏ dâu nuôi hai nhỏ đó. Thấy nó mần cũng yếu ớt đó. Tôi về nhà trời mưa là tôi ngủ không được, chứ con gái tôi sợ nó chạy xe nó không biết chạy, rồi nó đụng nó chết rồi bỏ hai nhỏ không ai nuôi nữa. Tại khi cha con mất rồi gánh nặng mẹ con trên vai nhiều hơn. Mẹ con đi làm đủ nghề, đi mai đồ rồi gọt hột điều, đi bán quần áo, đi mần cỏ cho người ta nữa. Con thấy mẹ con đi làm cực quá, con muốn đi làm phụ mẹ rồi. Tuổi con nhỏ quá, ta không có giận. Lên Long An á, tôi lượm chai cho người ta. Rồi xong rồi tới nhà trường kêu đi về đặng cho nó vô học á. Nó nghe vậy đó, rồi nó đòi quá. Rồi tôi mới dắt về là cho nó học, gắn hết năm nay là tôi cho nó nghỉ. Tôi cũng nói nó giờ mẹ không có lo nổi hai đứa mà để học thêm lớp nữa vậy đâu, giờ chịu thì mẹ về mẹ cho con học. Thì nó nói giờ mẹ cho con học đi, rồi học rồi giờ hết lớp 9 cho nó nghỉ, mà nó cũng chịu nữa. Rồi tôi nói giờ cũng phải cho nghỉ chứ con đi học hoài mẹ đâu có lo nổi. Thấy mẹ đi làm về khuya rồi thấy vất vả lắm, con ham học. Đây là mẹ lúc nào mẹ nói là cho nghỉ, tại vì không có điều kiện để lo. Con nói là con còn muốn đi học, cũng ham học, con sẽ cố gắng kiếm tiền để con đi học. Cho nên việc gì con làm được con cũng nhận về nhà làm hết. Hai chị em con muốn san sẻ bớt phần cực khổ của mẹ. Con muốn trở thành một người mạnh mẽ và tự lập. Như bé nhỏ là ai kêu làm gì vậy đó, đi làm này kia nọ, người ta cho 50.000 là nó để dành đó. Rồi khi đóng tiền rồi đó là nó ra nó đóng. Mẹ không có là nó ra nó đóng. Cái lớn cũng vậy, cái lớn cũng mằn rồi cũng vậy đó. Rồi nó để đó, rồi nó có tiền đó là nó để dành đó. Ừ, mẹ bữa nào mẹ cho thì nó để đó. Rồi khi mẹ con đóng học phí rồi thì con lấy ra con đóng nha. Mẹ ơi, con thực sự muốn đi học lắm. Con mong muốn là muốn học tới đại học để có công việc sau này lo cho mẹ và em. Chào chị, chào hai con. Chào đón gia đình đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Biết rằng là mình vẫn còn rất nhiều khó khăn. Con nó nói đúng đó, nó phải học chị ơi, bằng mọi cách nó phải học thôi. Lo không nổi cho hai đứa học. Mần tháng chị làm được nhiêu? Dạ mưa thì không có mần, còn ngày nào nắng thì người ta kêu thì mới có mần thôi, còn không có là đi kiếm chỗ này chỗ kia làm để cho cháu nó đi học. Còn tháng tiền học đóng nhiêu? Dạ khoảng tầm triệu mấy. 1 triệu, triệu mấy. Năm con đóng nhiêu? Dạ cũng triệu mấy. Triệu mấy, hai đứa đóng khoảng 3 triệu. Dạ. Thích đi học không? Dạ thích. Nếu bây giờ mẹ bắt con nghỉ học thì con sao? Con không biết làm sao. Không biết sao hả? Con muốn sau này làm gì? Dạ làm sửa xe ô tô. Được á, khá đó con. Sửa chiếc ô tô cũng nhiều tiền lắm á. Rồi con gái, con muốn sau này làm gì? Dạ con đi học nghề rồi làm, có ra nghề con làm kiếm tiền. Hồi nãy con nói đúng đó, con làm bất kỳ cái nghề gì cũng được, nhưng phải cố gắng học con. Dạ. Anh Linh ơi, cho em có một đôi lời với nói cái hoàn cảnh này được không? Hoàn cảnh thì thật sự là nó đúng với lại lúc cái thời gian của em hồi xưa luôn á. Vì lúc đó em cũng cỡ chạc tuổi bé này. Và em học tới lớp 9, em không được đi học nữa. Mẹ em cũng nói cái câu này luôn á. Cho nên hôm nay á thì cho phép em hùng số tiền 30 triệu. Còn em hôm nay có thắng được cái giải trong cái chương trình để mà ấy thì dùng số tiền để cho gia đình có một cái cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà riêng cái phần em đóng góp thì em muốn giúp cho bé học qua lớp 10. Tốt quá. Thì nói gì với Tuấn Du đi. Dạ cảm ơn anh Quýnh nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Con nó như ham học mà. Chị cứ phải cố gắng làm sao cho bé phải học, phải qua 12. Tại vì đừng giống như em, bởi vì em học mới lớp 9 em nghỉ. Em cảm thấy ra xã hội em cảm thấy nó mất tự tin. May mắn là ông trời cho em một cái giọng hát để em trở thành một người nổi tiếng. Chứ thật sự trình độ em hoàn toàn thua rất là nhiều người. Em cũng có một cái khoảng thời gian em học thêm bổ túc và được vượt qua 12. Đó là cái mà em để mà em có được một cái bằng. Em chính thức bước vào trường cao đẳng văn hóa nghệ Nam Quốc Cang để em học thanh nhạc. Thì nhờ đó mà em có cái ngày hôm nay. Vì vậy em muốn dùng cái may mắn của em muốn chia sẻ với gia đình. Đúng rồi đó. Mà cảm ơn anh. Cảm ơn Quách Tuấn Du rất nhiều. Chia sẻ điều này. Như vậy là hai con mẹ đỡ lon mà đúng không? Dạ cảm ơn. Vui lên, cười lên nào. Trên màn hình vẫn đang chạy số tài khoản của gia đình em Yến, em Ngân và gia đình của em Vinh. Quý vị có thể chia sẻ một tin nhắn nào đó với điều kiện của mình nha quý vị nha. Còn không thì các bạn sinh viên có thể chia sẻ trên trang Facebook chương trình này để mọi người có thể theo dõi nhiều hơn, để ủng hộ cho các nhân vật chúng tôi nhiều hơn. Ông chị nghĩ là sau cái chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt này có rất là nhiều mạnh thường quân để cảm ơn Mái Ấm Gia Đình mọi người ơi. Rồi thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh thứ ba. Con tên Lý Bội Ngân, năm nay con học lớp 9 và học trường trung học cơ sở thị trấn Châu Thành. Hiện tại con đang sống với mẹ, chị hai với em trai. Đầu tiên ảnh mới phát bệnh đó là do cũng như suy nhược thần kinh, cũng như là mình bị viêm son á. Cái trường phát lên đó là ảnh nhức đầu liên tục, rồi hai cái đùi, hai cái giò nó là mỏi. Bắt đầu tôi mới dẫn ảnh lên đó là Đại học Y Dược. Và bắt đầu xét nghiệm là mới ra bệnh là ảnh bị viêm màng não. Con nhớ về hình ảnh là mỗi ngày đi học về đều cha đều nhắc nhở là ngày ăn cơm đồ, phụ giúp mẹ. Rồi cha nằm võng rồi nói chuyện trò chuyện với con. Hồi đó giờ là con chưa từng chụp với cha một tấm ảnh nào, chỉ có tấm ảnh lúc nhỏ thôi. Nó kiểu như là bất đồng với cha. Đến bây giờ con thấy hối hận vì những việc làm của con. Nếu có một điều ước, con luôn ước muốn là đến trước mặt cha và nói lời xin lỗi với cha. Bắt đầu cho nó ăn uống bình thường là rồi bắt đầu cỡ 7-8 giờ anh ngồi chơi ở ngoài, bắt đầu là anh nói anh thôi anh mệt quá anh ngủ. Bắt đầu kè ảnh vô trong phòng á. Cũng như thường ngày vậy đó, là 3 giờ sáng nó gầy đồng hồ báo thức 3 giờ sáng là thức dậy là nói Thi ơi dậy em thấy tả rồi, em lo mình rồi em ra chợ. Lúc nhất Thiệu Hi thì Hi nằm ngay chăn rồi mà Hi thở hước lên cái Hi đi luôn. Thiệt tới hiện tại bây giờ là con vẫn chưa tin là cha con mất. Con có ngờ đến ngày hôm đó cha mất là mẹ suy sụp tinh thần. Nhà mẹ không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ dòm về di ảnh của cha và khóc thôi. Là lúc đó là đi ra chợ là khóc không? Miễn mà đi đâu mà thấy chồng con ta đi làm rớt nước mắt. Rồi cũng gán mà cố gắng mà đứng lên đặng lo cho ba đứa con chứ không cho con mình nghỉ học. Mẹ nuôi ba chị em rất là vất vả, là có lúc thì con muốn nghỉ học để giúp đỡ mẹ một phần nào đó mà nhọc và đỡ cho mẹ vất vả. Tôi làm bánh là 2 giờ chiều, xong bánh tiêu xong bắt đầu quay qua bánh bò hấp là 5-6 giờ chiều là rồi xong xuôi. Bắt đầu rồi sáng là 3 giờ rưỡi là dọn ra chợ. Nhiều lúc bằng kiền quá thì 2-3 ngày thì quỵ nằm vài bữa vì khỏe đi làm nữa. Cũng phải gán đứng lên mà làm nó lo cho con mình. Ước mơ của con là hướng dẫn viên du lịch. Con muốn thực hiện ước mơ đó. Nhưng hiện tại là điều kiện gia đình không cho phép, nên con gạt bỏ đi cái ước mơ đó. Con mình nó còn nhỏ mà ước mơ vậy, thấy cho con mình nghĩ thấy tội nghiệp nó. Tôi cố gắng mà lo cho ba đứa con ăn học tới nơi tới chốn, không cho con tôi nghĩ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, học thật tốt để sau này ra trường con đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ. Vì mẹ đã vất vả quá rồi. Rồi, chào cả nhà. Tại sao phải gạt bỏ ước mơ đó con? Dạ, tại vì con biết là gia đình con chắc chắn là không có điều kiện để nuôi con thực hiện cái ước mơ đó. Cứ để ước mơ đó, cứ nuôi nó lớn lên đi, nó sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta cố gắng nỗ lực. Chú thấy con nói chuyện, con là một cô gái rất là thông minh. Dạ, cảm ơn chú. Suy nghĩ cũng rất là sâu luôn. Chú tin con sẽ làm được rất nhiều việc con ạ. Dạ. Chị ơi, tới 3 người con rồi hả? Dạ, con trai lớn là mấy tuổi? Dạ, con trai út em được 13 tuổi. Con trai út 13. Dạ. Rồi còn nhỏ lớn là 18 tuổi, học 18. lớp 12. Giờ đang học lớp 12. Dạ. Còn trai đang học lớp mấy? Trai học lớp 6. Thế con là giữa đúng không? Giữa. À, 3 đứa. Chị làm công việc gì? Dạ, thường ngày em làm bánh bò, bánh tiêu, rồi đem ra chợ bán. Mình đem ra chợ có cái sạp gì không hay là bán? Không, cái bán đó dạo. Cũng như bán dạo. Cố gắng lên chị, có cái việc làm đó cũng rất là tốt rồi. Rồi chị đang ở nhà ai? Dạ, ở nhà nhờ của nhà người cậu bên chồng, chứ không có nhà. Ở nhờ từ xưa giờ luôn? Dạ. À, con ơi, tuy rằng cái gọi là cái sạp bánh bò di động đó nó không có lớn, nhưng mà nó đủ nuôi lớn những ước mơ cho tụi con. Nhưng nuôi 3 đứa con vậy cũng cực khổ vất vả lắm đó. Đứa là đúng rồi, vất vả lắm rồi. Chỉ tập trung về tiền nông gạo nứt thôi. Cho bé một lời khuyên nào đó thì Du nói gì? Con cố gắng mạnh mẽ lên nha. Tại vì con nhìn chú hôm nay đứng đây thì chú cũng đã trải qua những ngày tháng giống như con. Chú không phải bán phụ mẹ giống như con đâu. Chú còn nghĩ ra những cái cách bán buôn miễn sao có tiền cho mẹ. Miễn làm sao mình có tiền mình tiêu xài để không xin mẹ là được. Chú bán cốc ổi mì ghim, chú bán vé số. Khi chú nói điều này là chắc chắn là sẽ cái vùng quê của chú á, sẽ nhớ được cậu bé năm xưa lúc 10 tuổi, lúc bố mất. thì chú bán cả vé số, bán bánh mì nóng giòn, đeo cái bao, bán dâu ua nữa anh, sinh tố. Tất cả những cái món gọi là hàng rong á là em đều bán hết. Là em quyết chí là nhất định mình phải thành đạt, phải giúp đỡ lại cho mẹ, vì mẹ đã hy sinh cái tuổi thanh xuân đó rồi. Thì em muốn các em sau này cũng sẽ nghe anh nói chuyện ra cái cảm hứng này để các em cố gắng mạnh mẽ sống. Sinh ra không phải ai cũng may mắn. Chúng ta là những đứa trẻ giống như nhau, nhưng mà chúng ta lớn lên ở mỗi một cái hoàn cảnh thì chúng ta phải biết chúng ta thiếu cái gì, chúng ta sẽ cố gắng cái đó, cố gắng lên. Ngọc Châu có thể chia sẻ với em một điều gì đi? Mong là chị có rất là nhiều sức khỏe để nuôi ba đứa để được đi học cho thành tài. Cái học là cái quan trọng nhất. Đúng, chính xác. Cái học mới là xóa được nghèo đó chị. Đúng rồi. Mà chị Châu nói đúng, rất là đúng luôn. Rất là đừng bao giờ bỏ học nha các bạn. Nhớ dạ. nha. Sự cố gắng. Phải cho con học, rồi con thấy không, mình phải học. Dạ. Đó, con thấy Quách Tuấn Du nổi tiếng vậy mà xưa cũng từng bán bánh dạ. đủ thứ bánh á. Chú Quyền Linh nè, bán bánh ú nè, bán bánh tét, nói chung bán tất cả mọi thứ. Mình làm việc lương thiện là không có gì sợ, không có vì xấu hổ hết trơn con. Yeah. Con có thể giúp mẹ để làm điều đó. Đừng cho con nghỉ học nha, đừng bỏ học con gái nha. Rồi đây mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, yên tâm đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa giới thiệu cho quý vị ba hoàn cảnh rất là đặc biệt, cuộc sống rất là khó khăn ngặt nghèo. Quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ thì ba gia đình chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào những thử thách của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Nhưng đầu tiên Quyền Linh muốn thử thách dành cho Quách Tuấn Du và ca sĩ Ngọc Châu. Bây giờ mình buồn quá với những chia sẻ của cả ba gia đình ha. Bây giờ thì mình chơi trò chơi cho nó vui đi, để mình quên đi cái nỗi buồn đó, để mình có thêm những cái động lực bước qua những khó khăn ha. Cái trò chơi này hiện về ký ức, trở về ký ức nè đó. Mình vừa đi mình vừa thổi. Trời ơi, áp lực là 1 phút 30 giây phải có 5 cái bóng bi trên đó là xong. Chuẩn bị nha, 3, 2, 1 bắt đầu. Nếu chúng ta vượt qua thử thách, chúng ta sẽ nhận được một quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình. Trời ơi, được rồi đó. Nhớ nha, làm sao chiến thắng thì ta có quyền ưu tiên này. Bước qua cái ống nhựa hoa sen, dẫn nguồn hạnh phúc. Trời ơi, đơn giản quá. Một trò chơi rất là nhẹ nhàng. Thổi nó bay lên rồi đó, đúng rồi. Bay lên, lụm lên. Lụm lên lại. Thổi bay lên, Ngọc Châu, cho nó bay lên. Nó bay lên mới được chứ đâu phải là... Thổi lên, thổi bay lên. Đó, cố lên. Phải cho nó đúng rồi, Quách Tuấn Du hay lắm. Đúng rồi đó. Đó, ngày xưa mình hay chơi trò chơi này nè. Mà làm gì có mua, mượn chơi thôi. Thổi cho nó bay lên trên, Ngọc Châu. Đây nè, như Quách Tuấn Du đúng rồi đó. Ok, quá hay. Ngày xưa, những trò chơi thế này ở đâu cũng có hết trơn á. Hết rồi. Quá rồi. Hết rồi, tuyệt vời. Không, ngày xưa em chơi này nhiều lắm. Xưa chơi mấy trò dân gian này. Cái cô này có ít chơi nè. Em chơi banh đũa mà. Rồi, như vậy là ta đã vượt qua trò chơi rất là vui vẻ, để chúng ta có thể xóa đi rất nhiều muộn phiền trong cuộc sống này. Bây giờ mình mở ra quyền ưu tiên dành cho ba gia đình. Mở ra, Ngọc Châu. Cố lên, cố lên. Giảm 5 kg lên. Yeah. Như vậy thử thách của gia đình cũng sẽ nhẹ hơn ha. Chúc mừng cho cả ba gia đình. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho ba gia đình. Cảm ơn ca sĩ Ngọc Châu cùng với Quách Tuấn Du đã hỗ trợ cho cả ba gia đình đỡ vất vả hơn. Đó là quyền ưu tiên. Chúng ta đã bớt được rất là nhiều rồi. Thử thách bây giờ nó cũng còn nhẹ nhàng thôi. Yến nè, Ngân nè, Vinh nè, cùng với ba tình nguyện viên, chúng ta sẽ gọt 10 củ khoai lang. Gọt xong tính thời gian, đội nào gọt nhanh nhất có thể, đội đó có khả năng chiến thắng. Sau 2 lần thử thách cộng lại, lần thử thách này và lần thử thách sau nữa, đội nào có số thời gian thấp nhất, đội đó có cơ hội bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Còn nếu như đội nào có thời gian vừa vừa, có cơ hội nhận được 20 triệu đồng. Và đội nào mà thời gian cao nhất, đội đó nhận được 15 triệu đồng. Nói tóm lại các con đến đây đều có giải thưởng hết, đừng có lo. Nhưng nếu chúng ta cố gắng á, thì chúng ta sẽ bước vào vòng đặc biệt, nó sẽ khá hơn chút xíu nha. Rồi, tất cả sẵn sàng. Hôm nay Ngân, Yến và Vinh sẽ thi đấu với nhau, vượt qua thử thách của chương trình. Đầu tiên là thử thách gọt khoai lang. Bây giờ chú Quyền Linh sẽ kiểm tra đồng hồ xem. Kiểm tra đồng hồ số mấy Vinh? Dạ số 0. À số 0. Số mấy? Dạ chú là số 0. Đúng rồi, tất cả đều số 0. Đội nào làm xong đưa tay lên. Chú Quyền Linh bấm lại. Chuẩn bị. Cố lên. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Làm nhanh, nhanh. Nhưng mà cẩn thận cái tay nha Ngân. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gọt cho hết cái vỏ nha. Chúng ta sẽ kiểm tra không còn cái vỏ trên củ khoai lang luôn. Nhanh lên em ơi. Nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Yến, Vinh cũng vậy. Cẩn thận cái tay. Nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Ba đội đang tham gia thử thách của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt để xem đội nào sẽ chiến thắng ở vòng thử thách đầu tiên. Coi chừng đất tay. Cố lên, cố lên. Nào, Quách Tuấn Du và Ngọc Châu đâu? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Coi chừng đứt tay nha. Cẩn thận cái tay nha. Coi chừng cẩn thận cái tay nha. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Gọt cho hết cái vỏ nha các con. Sắp hết thời gian rồi. Đúng rồi. Chú sẽ kiểm tra hết vỏ chú mới đấy nha. Ở đây coi kỹ là mấy cái này nè nha. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi em trai tình nguyện viên coi kỹ là mấy cái vỏ, gọt mấy cái sùng ra nha. Nhanh lên em ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên. Cố lên chút xíu. Cố lên, 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 cố lên. Xem đội nào sẽ là đội về nhanh nhất đây. Cố lên. Ráng lên, ráng lên, ráng lên nào. Sắp rồi, sắp rồi. Cái tay nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên em ơi. Đứng lên luôn. Yeah, yeah. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chưa? Có đầu chưa? Cố lên, cố lên, cố lên. Xong, xong, xong. À. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là cả ba đội gần như gần bằng nhau quý vị. Chúc mừng cho ba đội. Ở đây chú Quyền Linh muốn thử thách các con để mình nhanh hơn, mình nỗ lực hơn trong cuộc sống. Trong bất kỳ công việc nào, chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực. Nhanh như vậy là tốt. Nhanh nhưng mà kỹ ha. Bây giờ chúng ta sẽ công bố thời gian của ba đội thôi. Đội em Yến 2 phút 16 giây. Yeah. Chúc mừng. Đội em Vinh 2 phút 18 giây. Wow. Yeah. Đội em Ngân 2 phút 17 giây. Wow. Chỉ hơn thua nhau 1 giây 1 thôi. Như vậy là đội em Yến tạm dẫn đầu. Cái đó là đội của em Ngân. Và cuối cùng là đội Vinh. Không có sao cả. Rồi, chúc mừng ba đội. Thưa quý vị, như vậy là ba đội đã vượt qua thử thách đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục với thử thách dành cho ca sĩ Ngọc Châu và Quách Tuấn Du. Yeah. Như vậy là cả ba gia đình đã vượt qua thử thách đầu tiên. Bây giờ họ còn một thử thách nữa, mà thử thách này rất là quan trọng. Họ vẫn cần cái quyền ưu tiên này để thử thách nó nhẹ nhàng hơn. Muốn vượt qua thử thách đó thì cần phải quyền ưu tiên, mà quyền ưu tiên đang nằm ở đây. Nếu các bạn chiến thắng được thử thách này, chúng ta sẽ có quyền ưu tiên dành cho ba gia đình. Trong vòng phút 30 giây, mỗi bạn phải ăn được 10 cái bánh. Wow. Trời ơi. Đó, có chai nước kìa. Ăn hết là các bạn thực hiện được, nhận được quyền ưu tiên. Còn nếu các bạn không có quyền ưu tiên này, ta thua thử thách, ta thua là các bạn cũng chịu trách nhiệm. Cố lên anh Du. Đó, chuẩn bị. Nào, thời gian 1 phút 30 giây, ăn hết mỗi người 10 cái bánh. Bắt đầu. Đó, đúng rồi. Ngon, ngon mà. Rất ngon. 1 cái. Đúng rồi, uống đi. Có quyền uống nước. 1 cái. Thời gian nha. Chứ không phải là muốn ăn chừng nào ăn nha. 5 giây cái. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Cái thứ hai 15 giây. Tới gì vậy? 15 giây rồi đó. Vô. Trời rung quá, rung quá. Ngon không? Mấy cái đầu rất là ngon. Cái thứ tư. Thôi ăn luôn kìa. Quách Tuấn Du ăn luôn hai cái luôn. Quách Tuấn Du ăn luôn hai cái luôn đó, thấy chưa? Cái thứ năm rồi. Cái thứ sáu. Trời ơi, 50 giây rồi. Còn 40 giây nữa. Cái thứ sáu rồi. Cái thứ bảy. Cố lên. Còn 30 giây. Cái thứ 8. Cái thứ 8 rồi, cố lên, còn hai cái nữa. Quách Tuấn Du cái thứ 9. Trời ơi, ăn hai cái luôn. Cái thứ 10 luôn kìa. Nhanh lên. Luôn luôn. 5 giây cuối cùng. Đếm ngược. 5 4 3 10 rồi. 2 đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi mà. Đủ rồi mà. Đủ rồi mà. Đủ rồi mà. 3 nuốt đi. 3 2 1. Thật ra mà ngon mà, nhưng mà do áp lực nuốt không kịp đúng không? Nuốt đi, nuốt bình tĩnh, nuốt đi. Ủa em cái thứ 10 rồi anh cứ nói em làm em ăn tiếp. Em lỡ em 11 cái rồi sao anh? Anh xin lỗi, tụi em hơi tham ăn, tụi em ăn 11 cái. Có lẽ bánh ngon quá. Không sao. Anh thấy em giống bà nội anh á. Cái răng em đen đen, tại bà nội người Bắc á. Thấy cái răng đen đen. Rồi bây giờ Quách Tuấn Du mở quyền ưu tiên ra nào, dành cho ba gia đình. Yeah. Được giảm 5 ký bắp. Yeah. Như vậy là chúng ta được một quyền ưu tiên dành cho ba gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba gia đình. Và đây là thử thách cuối cùng, thử thách quyết định xem gia đình nào sẽ được bước vào vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng, thử thách hết sức là quan trọng. Chiến thắng thử thách này, chúng ta sẽ có cơ hội để bước vào vòng rút logo của chương trình. Nếu như đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó sẽ chiến thắng. Đội nào có thời gian thấp gì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội nào về 3 sẽ nhận giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đơn giản thử thách là gì? Một bạn sẽ ngồi trong cái thao, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ ngồi vô rồi. Tại vì các bạn lớn ngồi vô đẩy không có nổi. Hai bạn lớn tìm cách đẩy mạnh lên cho cái thao rơi ra đây. Các bạn trên cái đường đẩy các bạn phải chụp trái bắp, xong một người sẽ đem ra đây lột trái bắp đó. Cứ như vậy, khi nào lột xong chín trái bắp mình bấm đồng hồ dừng lại, hiểu chưa các con? Dạ hiểu. Bây giờ mình bóc thăm. Ở đây có số 1, số 2, số 3. Nếu mà bóc số 1 thì trước, số 2 thì nhì, số 3 thì cuối. Hên xui nha các con. Rồi đó, mở coi trong đó số mấy. Số 3. Còn số 3 thì cuối. Dạ số 2. Số nhì. Rồi, hai đội kia về nghỉ. Còn một đội duy nhất ở lại, đó là Vinh. Rồi bây giờ mình phân công. Ai đẩy? À, em lột bắp hả? Lột bắp cũng khó lắm á nha. Nhưng mà mình được quyền bứt cái dây ra luôn không anh? Bứt luôn không được. Bứt chưa chắc là mở rồi nha. Bứt cứng lắm á. Còn rồi đâu. Chú bây nghĩ rằng là con tuột cái dây ra là nhanh nhất đó. Miễn sau là nhanh rồi. Con mở dép ra, con leo vô cái thao, con ngồi đội cái nón lên. Đó, Quách Tuấn Du sẽ dùng hết sức mình. Nói chung là hôm nay đứa nào cũng có phần thưởng hết, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Con ngồi sát xuống nào. Chuẩn bị, bây giờ mình kiểm tra đồng hồ trước cái đã nha. Số mấy? Dạ số 0. Số 0. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội em Vinh bắt đầu. Lay bắp. Em nói mà. Đi về con, về. Đem về. Đúng rồi. Mình làm nhanh, mình qua, mình phụ lột bắp. Ê, tiếp tục để bắp đó. Trời ơi. Lên. Cứ làm đi. Cứ làm đủ hết trên trái rồi. Đẩy tới nữa. Rồi. Không đâu được, đem về. Lui về. Lui về mới đẩy. Đẩy thành 9 lần. Rồi kéo về. Không về có thể đi được. Về khỏi còn kéo con. Con phải đi cho thì chú Quách Tuấn Du đỡ mệt. Đẩy mạnh lên nha Du nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Lẹ đi, phụ lột bắp. Đi về. Mau lên. Xong rồi mình phụ mình lột bắp. Rồi. Đi về mau lên. Đúng rồi. Mạnh lên. Rồi đi về. Đi về con. Trái cuối cùng. Mau lên. Rồi qua lọc bắp. Mọi người qua lọc bắp đi. Hù lột bắp. Lột hết nha, lột hết rau ria luôn. Trời ơi, rau. Đúng rồi, cố lên. Chín trái bắp. Lột cho hết vỏ nha. Còn không, đủ chưa? Chín trái đó. 2, 4, 6, 8. À, lẹ. Lột hết vỏ ra. Lột hết. Còn kiểm tra còn vỏ không? Hết rồi. Yeah. 6, 8, 9. Rồi, xong. Coi đá bóng đồng hồ dừng lại thưa quý vị. Như vậy là 9 trái bắp đã được lọt ha. Quý vị đã thấy đồng hồ rồi ha. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục để xem đội thứ hai có chinh phục được thời gian của đội thứ nhất hay không. Chúng ta sẽ đến với đội của em Ngân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Mời Ngân. Dạ là số 0. Số 0 ha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ, bình tĩnh. Trời ơi, xà bông không à? Cái bắp nó trơn quá, xà bông hả? Không được. Tới đây luôn. Từ từ con đứng dậy đi về. Không có được. Nó nghe để đó, để em đi về nha. Ừ, để em đi về. Mạnh lên. Rồi con đi về đi Ngân. Lấy cái thao về. Trời ơi. Từ từ. Tội nghiệp nhỏ không? Rồi. Đi về con. Từ từ. Cố lên. Đó. Con cố gắng lắm luôn á. Đó. Rồi quá, đi về con ơi, quá. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên. Trời, quá dữ luôn. Tội nghiệp nhỏ. Rồi. Trơn lắm. Lọt đi. Nào, cố lên. Đó là những sự nỗ lực, những cố gắng của các em. Hy vọng rằng các em sẽ được bù đắp xứng đáng về sự nỗ lực và sự cố gắng đó. Nè anh còn trái. Lọt hết cái vỏ ra luôn. Đủ chưa? 2, 4, 6, 8, 9 rồi. Đi cô bẻ cho con lột mấy cái rau ra đi. Hết rồi, lột rau ra đi. Lột coi còn cái lá nào không con? Trời ơi, bẻ đuôi luôn kìa. Rồi. Thưa quý vị, như vậy là đội thứ hai cũng đã dừng lại. Anh, ủa trái bắp xà bông không mà nó trơn. Chúc mừng cho Ngân đã vượt qua thử thách của tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho em Yến. Rồi, tất cả tập trung nào. Tập trung hết sức mình luôn nha Yến nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, nhanh lên, đi leo về con, chạy về. Đi về cho nhanh. Rồi, leo ra đi về. À, kéo luôn hả? Cũng được. Vào được, oh yeah. Tới đây mạnh lên. Mạnh lên. Thôi ơi. Rồi. Cô đứng lên đi chú. Con đứng lên con đi về con. Cô đứng lên đi chú mệt. Con đứng lên con đi về á. Cô đứng lên đi chú mệt rồi. Đúng rồi. Cô đứng lên. Đúng rồi. Con đi về cho nhanh mau lên. Chú mệt lắm. Rồi leo lên, nhanh lên. Đừng có điệu đà nữa. Rồi đứng lên đi về con. Đó, nhanh lên leo lên. Rồi đẩy lên. Rồi đi về, đứng lên đi về. Nhanh lên. Còn 2 trái nữa rồi lọt, mau lên. Rồi, nhanh lên. Trái nữa. Mạnh lên. Rồi chạy lên. Rồi lọt đi con. Mau lên nào. Rất nhanh. Nhanh lên. Đủ chưa? 2, 4. Còn không? 5. Ủa còn không? Hết rồi. À đây con. Đâu? Còn trái nào nữa? 5 rồi. Cố lên. Nhanh lên. Hết rồi. Mấy rồi? Đưa chú Du rồi nhanh. Cố lên. Xong chưa? Sạch sẽ luôn. Rồi. Xong. Vô. Tuyệt vời. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc thử thách dành cho 3 gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem đội nào có số thời gian thấp nhất đây. Mời quý vị. Như vậy là ba con đã vượt qua tất cả thử thách của chương trình. Ba con phải cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của chú Quách Tuấn Du cùng với cô Ngọc Châu. Dạ em cảm ơn cô chú. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều về sự nỗ lực đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ công bố đội có thời gian thấp nhất là 4 phút 05 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 4 phút 13 giây. Đội có thời gian cao nhất là 4 phút 15 giây. Nó cũng trên là có ít giây không mà các con. Bây giờ chú Linh xin công bố đội về 3 nhận được 15 triệu đồng, đó là đội của mừng gia đình em Vinh. Với thời gian 4 phút 15 giây Vinh vì thi đầu tiên nên thời gian rất dài, chưa có kinh nghiệm. Như vậy là gia đình em Vinh nhận được số tiền 15 triệu đồng. Chị thấy sao chị? Cũng may mắn lắm rồi. Được may mắn lắm rồi. Vinh thấy được không Vinh? Rồi chị Như Ý nè. Dạ được. Dạ cũng may mắn rồi. Rồi như vậy là ngày hôm nay số tiền 15 triệu đồng cùng với 30 triệu của chú Quách Tuấn Du là gia đình con hôm nay có 45 triệu đồng. Chúc mừng nha. Hai bé còn lại em xin cũng có một phần thưởng cho hai em luôn anh. Đồng đều vậy. Phần thưởng đúng không? Nhưng mà phần thưởng này em sẽ gửi cái bao thư riêng. Rồi chút xíu mình sẽ tặng bao thư ha. Còn lại gia đình của em Ngân và em Yến. Gia đình của em Yến bị cộng thêm 5 giây là vì có lúc con hái 2 trái bắp một lúc. Bị lỗi, phạm lỗi. Ban tổ chức cộng thêm 5 giây. Gia đình em Ngân thì chỉ có lột chậm bắp thôi, lý do là trơn quá. Và cuối cùng tôi xin công bố đội có thời gian thấp nhất 4 phút 05 giây. Đó chính là gia đình của em. Em Yến. Chúc mừng gia đình em Yến. Còn gia đình của em Ngân là 4 phút 13 giây. Về nhì trong ngày hôm nay, gia đình em Ngân sẽ nhận được số tiền là 20 triệu đồng. Con có bất ngờ không Yến? Dạ có. Mà nếu con có số tiền lớn thì điều đầu tiên con làm gì? Con sẽ cho nội để dành nuôi con với em đi học. Tin tưởng vào nội lắm rồi ha. Nội để dành nuôi con với em. Đội con của nội về trước thì nội thấy sao? Nội rất là vui. Nội ước mơ được có số tiền để dành nặng nuôi cho hai đứa cháu nội học tại nơi tới chốn. Đằng sau này cháu nội lo tự mận ăn ơn. Nội sống ngày nào hay ngày đó. Chứ nội năm nay là 63 tuổi rồi. Nội mận cũng hết nổi rồi. Bà nội ước phải bà nội giờ mà bớt lại tuổi, đặng nội nuôi cho cháu được đứa 19-20 tuổi là nội hết gầu hết lo. Phụ với chú Út với thím Út đó. Tại vì chú Út thím Út cũng có con. Giờ nội không có cần ước mơ gì nhiều, cho học tới 12 là con cháu nó đi học ơn, nó mần ơn, nó ăn được là bà nội mừng, rất là mừng luôn. Rồi, chúc mừng nội nha. Dạ. Không có khóc nữa, bên này mình vui lên đi. Cháu nó đã cũng trưởng thành rồi. Con nói gì với nội con đi Yến? Con muốn nói với nội là con rất yêu thương nội. Con mong nội sống lâu với con. Rồi. Con yêu quá. Tuyệt vời, hãy ôm thật chặt mỗi khi khó khăn nha. Ngân ơi, con có tiếc không? Dạ không. Sao không con? Dạ có được số tiền đó con cũng mừng. Cũng mừng rồi ha. Chú rất tin tưởng con. Con là cô gái rất là nhanh, rất là thông minh luôn đó. Rồi chúc mừng cho cả ba gia đình. Như vậy là gia đình của em Vinh nhận được 15 triệu đồng cùng Quách Tuấn Du tặng 30 triệu là 45 triệu. Gia đình của Ngân có 20 triệu đồng. Còn gia đình của em Yến chưa có đồng nào hết. Cô Ngọc Châu nói là Hùng với chú Quách Tuấn Du tặng mỗi em 2 cái bao thư. Vậy đó hả? Dạ, phần thưởng còn lại. Rồi, một chút xíu là cô Ngọc Châu. Dĩ nhiên có người may mắn hơn hai đứa con, nhưng mà hai đứa con cũng có phần thưởng của cô và chú. Rồi, chút xíu là chú Quách Tuấn Du với cô Ngọc Châu sẽ có phần quà riêng cho hai con ha. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi chúng tôi công bố kết quả có 2 chàng trai cũng có muốn tặng quà. Đây là 2 người đang xem chương trình thôi ạ. Xin mời hai bạn. Rồi mời em đứng đây. Em có thể giới thiệu cho mọi người cũng biết em tên gì? Dạ em tên là Tùng ạ. Em ở đâu? Em ở ngay đây. À ngay Bình Dương luôn hả? Dạ dạ. Rồi còn em? Dạ em giới thiệu em tên Hải ạ, là cựu sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chưa biết hai bạn này là ai cả. Đang làm chương trình thì hai bạn này thấy chắc là hoàn cảnh khó khăn, mình lên mình chia sẻ đúng không? Thì em đã xem chương trình này từ đầu chương trình đến giờ. Em thấy là ba bé có hoàn cảnh rất là khó khăn, cũng là cựu sinh viên trường này và ra trường đang làm việc rồi nên gọi là có chút kinh tế, nên cũng mong chú Đít của em sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình ngày hôm nay thôi. Mình muốn động viên thêm. Em cũng xem chương trình mình từ đầu đó, thì thấy là cũng hoàn cảnh của ba em cũng khó khăn. Hiện tại công việc của em thì nói chung cũng có thu nhập, thì cũng có món quà nho nhỏ gửi cho ba bạn. Thì rất mong là tuy tấm lòng nhỏ nhưng mà tạo thêm động lực cho các bạn, để các bạn có thể là lấy động lực đó mà cố gắng học tập để sau này có thể giúp ích cho xã hội mình ạ. Rồi, mời hai bạn. Tuyệt vời. Đó những tình cảm của các cựu sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một gửi tặng cho các em trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta cho hai bạn khán giả một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Tuyệt vời. Thưa quý vị, quý vị cũng có thể ủng hộ và chia sẻ với chúng tôi tài khoản của cả ba gia đình đang chạy trên màn hình. Và tôi xin thông báo đây là tài khoản duy nhất và trang duy nhất quý vị nha. Chúng ta có thể gửi những tin nhắn động viên cũng được, tùy theo tấm lòng, có nhiều ủng hộ nhiều. Chúng tôi rất là trân quý những tình cảm đó. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo chân gia đình của em Yến đến với vòng đặc biệt, đó là thử thách dành cho vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Chúc mừng cho Yến. Thật ra con cũng rất là may mắn, con đã được bước vào vòng rút logo của chương trình. Ba em đều nỗ lực như nhau, nhưng có một người may mắn chút xíu được vào trong đây. Thì chúng ta phải cố gắng chinh phục được cái thử thách này. Thử thách này rất là đơn giản, là mình ráp cái nhà này. Đây có đánh số rồi, chỉ cần gắn vô rồi là xong. Mình gắn làm sao mà nếu mà 1 phút 30 giây xong cái nhà này là mình có 8 bảng logo. Nếu mà 2 phút mình có 6 bảng logo. Nếu 3 phút mình có 4 bảng logo. Nếu 3 phút trở lên mình có 3 bảng logo. Nếu qua 4 phút mình có 2 bảng logo. Nếu qua 6 phút mình có 1 bảng logo. Nếu mình qua 10 phút mình không có bảng logo nào hết. Đó là quy định chương trình. Cố gắng làm sao đừng có vượt qua 10 phút là được. Rồi bây giờ mình nhìn đồng hồ nào. Mời Quách Tuấn Du kiểm tra đồng hồ đi. Rồi ở vị trí 000 nha. Rồi cứ thời gian mà tính thôi. Ráp làm sao mà nhanh, càng nhanh càng tốt. Bưng luôn hết anh ha. Hả? Bưng ra được không anh? Làm muốn làm gì làm. Ok rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bưng này ra. Bưng ra. Muốn làm gì làm. Vì sao ráp nhanh thật nhanh rồi được rồi. Số 1. Số 1. Đây là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Đó. Chúng ta ráp vô làm sao thành cái nhà là được. Nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Chúng ta làm nhanh để chinh phục thời gian. Số 2 đâu ta? Coi cái số, vừa làm vừa coi cái số. Vẽ sẵn rồi. Đây, số 2 đây. Nhanh lên. Số 1 để đâu, số 2 để đâu, số 3, số 5. Chỉ có 6 số thôi. 6 số thôi. Đó. Nhanh, nhanh nhất có thể. Yến đi lấy đồ ra đi. Yến lấy đồ hết ra cho mọi người đó. Chưa. Đem hết đồ ra cho mọi người đó. Chỉ đáp cho thôi mà, đè mạnh vô, đè mạnh luôn để cho nó dính vô. Đó, gần xong rồi. Số mấy đứng? Số 5. 40 cột là được. Số 3 đứng. Số 3, số 1. Số 1. Số 5 đâu? Số 5. Đừng để nó ngã rồi làm lại lâu lắm. Đó. Chữ T bé, chữ T. Đúng. Đúng rồi. Được rồi đó. Chữ T, số 1. Khó lên. Số 1 anh, số... Anh vô, đây nè. Anh, cái cây chéo này nè. Số 5. Số 5 nè. Chữ T. Bên đây cũng vậy luôn. Nhanh lên. Đúng không? đúng không? Nhanh lên, nhanh lên, gần xong rồi. Số 5 vô cái gì? Chữ T hả? Vô ơi, đúng nè. Số 5. Đúng không? Số 5. Số 1, số 1. Đúng rồi. Đây số 1 nè, số 1. Rồi chuyển sang kia đi. Ủa đây gì vậy? Ủa đây gì vậy? T, lấy chữ T vô. Chữ T, chữ T, chữ T. Rút ra. Đó rồi, đúng rồi, đúng rồi, chữ T nè. Nhanh lên, gần xong rồi. Đừng qua 10 phút nha. Ủa không được vậy? Không được. Không được, không được. Cho nó chắc lại, cho nó chắc lại. Để cho chắc lại. Thôi đừng đụng nữa, rồi. Đừng rớt. Ok, đừng. Rồi, ok. Để làm được ngôi nhà rất là khó. Để có ngôi nhà mơ ước cần rất nhiều nỗ lực. Có như vậy chúng ta mới thấy được sức lao động nó hết sức là quan trọng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ dừng lại 4 phút 15 giây. Chúc mừng. Thưa quý vị, 4 phút 15 giây là gia đình của em Yến nhận được 2 logo của chương trình. 2 logo của chương trình nha quý vị. Chúc mừng. 4 phút 15 giây, 2 logo của chương trình. Chúc mừng cho em Yến. Cảm ơn Quách Tuấn Du. Cảm ơn Ngọc Châu. Tuyệt vời. Rồi ngày mai các con sẽ lớn khôn, các con sẽ thấy được giá trị cuộc sống này là sự phấn đấu, là sự nỗ lực và sự vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta vui lên và cùng nhau rút 2 logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Ở đó chúng ta không biết có bao nhiêu, nhưng có bao nhiêu thì ta cũng hạnh phúc rồi. Đúng rồi, để có người giúp đỡ mình. Bây giờ mình chọn đi, bà chọn đi bà, số mấy, bà thích số mấy bà? Bà thích số mấy? Số cô đứng kế. Cô đứng hả? Dạ số 8, số 8. Số 8 hả? Ôi trời ơi, cầu nguyện, cầu nguyện. Hên xui nha bà nha. Yeah. Rồi, hên xui số 8. Rồi, Ngọc Châu dẫn bà ra đây kéo. Dạ, mời bà. Bà qua đi quay. Bé ra luôn không? Cố lên bà ơi, cố lên. Cố lên. Tôn Hoa Sen Mái Ấm Gia Đình Việt. Cố lên. Yeah, 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 yeah. Số 0, số 0. Rút. 10 triệu đồng. Được rồi, bà cũng vui rồi đúng không? Đó, 10 triệu này á là có bao giờ bà có chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Bà chú còn vừa đâu có được mà tới 10 triệu về đâu. Chú có 30 ngàn. Biết chừng nào mới được 10 triệu? Lâu năm mới được 10 triệu. Đâu có được. Bây giờ có 10 triệu bà thấy sao? Bà rất mà mừng. Mừng là lo cho cháu á, không phải mừng gì cho bà đâu. Lo cho cháu đặng cho nó học. Chúc mừng bà nha. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ có 10 triệu, bây giờ có 10 triệu rồi, vui lên nào. Không có khóc nữa bà, lau nước mắt đi nào, không có khóc nữa nha. Có 10 triệu rồi, vui lên. Còn một logo nữa nào, con chọn đi. Con thích số mấy? Số 4. Số mấy? Số 4. Số 4. Rồi, vậy thì mỗi số 4 thôi. 1, 2, 3. Số 4, số 4. Mời bà với Ngọc Châu qua đây luôn. Bà qua đi bà, bà qua đi. Quách Tuấn Du qua đây luôn. Nào, hai chú cháu 100, mình 100, nha. 100. Kéo ra nha. Thật sự hồi hộp lắm luôn á. 100, 100. Hai con số 0 rồi, tiếp tục nào. Bóng dựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. 5 con số 0. 2 số 0 nữa đi em, 2 số 0 nữa. 7 con số 0. Từ từ. Sợ quá. Không nghĩ. Thôi nghĩ thế cho tôi, em yếu tim quá. Quách Tuấn Du, kéo đi. Số 4. Yeah. 4. Yeah. 50 triệu đồng thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã có 50 triệu đồng. Tuyệt vời. 50 triệu đồng dành cho bé Yến và gia đình. Tuyệt vời bà ơi. Tuyệt vời, Quách Tuấn Du, em thấy sao nào? Quá vui ơi, quá vui rồi. 50 triệu đồng. Trời ơi, bà có 60 triệu rồi đó bà. Bà 60 triệu này là bà về gửi tiết kiệm để dành đó nặng nuôi cháu nội. Đúng rồi. Cả đời bà có bao giờ bà nghĩ mình có 60 triệu không? Không, làm gì mà được 60 triệu. Bà mận vậy không à, có cái nhà ở vậy thôi chứ đâu có ruộng vườn gì đâu. Có tiền nhiều. Yến thấy sao nè con? Dạ mừng. Mừng. 60 triệu đối với bà với con bây giờ nó lớn lắm. Ngọc Châu thấy vui không? Dạ quá vui luôn anh, em không nghĩ là rút được cái con số 10 triệu là mình cảm thấy mình rê rứt lắm. Tại vì em với bà mà em nào giờ em chơi game không bao giờ em thắng cho nên em rất là sợ, nhưng mà rất là vui rồi. 60 triệu đó có đóng góp của tất cả mọi người ngồi ở đây. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người, vỗ tay lên nào. Và bây giờ Quyền Linh xin mời cả ba gia đình ra đây, chúng ta nhận phần thưởng của chương trình. Chúng ta vừa đến với một cảm xúc có thể nói khó tả. Hôm nay là một ngày đáng nhớ của các con. Nào, Yến nói gì với mọi người đi. Con cảm ơn tất cả mọi người đã giúp con trong trò chơi vừa rồi. Còn Vinh? Dạ, con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp con được học thêm tốt hơn. Ngân? Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ con để có tiền gửi cho mẹ nuôi ba đứa con của con. Tuyệt vời. Tụi con sẽ nhớ giây phút này, lớn lên tụi con sẽ làm điều gì đó có ích cho xã hội và giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn mình. Rồi bây giờ sẽ là những phần thưởng dành cho các con. Mời Ngọc Châu. Xin chúc cho gia đình mình có thật là nhiều sức khỏe. Và Vinh với chị càng ngày càng học giỏi hơn nữa, để sau này lớn lên có thể phụ giúp cho gia đình mình có thể thoát nghèo. Và nhân đây thì chị cũng có một chút quà nho nhỏ để gửi cho hai gia đình còn lại. Tại hồi nãy là anh Du cũng đại diện là gửi cho Vinh rồi đúng không? Dạ. Xin gửi bà. Chị gửi nè. Gửi. Mà Quách Tuấn Du. Rồi chú gửi cái này là phần thưởng của con. Và hồi nãy chú ưu tiên cho bé Vinh là bởi vì bé Vinh có hoàn cảnh giống chú, cho nên chú có một cái xúc động mà chú cũng mong rằng muốn mẹ bỏ ý định cho bé Vinh đi nghỉ học. Giờ giờ chú sẽ gửi lại cái phần thưởng này là thêm cho con là những bé còn lại, hai bé còn lại. Chú mong rằng sau này á, sau này con lớn lên con giúp cho xã hội, mà lỡ mai mà lúc đó chú già yếu không có làm ra tiền, con nhớ giúp chú một buổi ăn nha. Rồi cảm ơn Quách Tuấn Du cùng với ca sĩ Ngọc Châu. Bây giờ sẽ là phần quà đặc biệt dành cho em Yến cùng với bà. 60 triệu đồng. Yeah. Tuyệt vời. Bao giờ chú Quyền Linh cũng dặn là các con phải cố gắng nỗ lực, là phải cố gắng để có thể thành công là được rồi. Chúc cho các chị, chúc cho bà, chúc cho các con luôn luôn mạnh khỏe, gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là hạnh phúc và bình an. Cảm ơn Quách Tuấn Du, cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều. Các bạn đã nỗ lực ngày hôm nay rất nhiều luôn. Cảm ơn các bạn đã đóng góp vào sự thành công của ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Chúc mọi người thật là nhiều hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mái ấm gia đình, Việt Nguyên Quân không.